Chẳng có ai khi yêu mà không có những lần cãi vã. Điều này sẽ giúp cho cả hai hiểu nhau hơn và học cách lắng nghe cảm xúc của nhau. Thế nhưng, có những cuộc cãi vã đã đi ngược lại với ý nghĩa này. Chúng xảy ra khiến cả hai đều phải tổn thương. Thực ra, thắng thua với người mình yêu thương nhất có phải là điều mà chúng ta mong muốn đâu. Chúng ta khi yêu luôn muốn tìm kiếm một người thật hoàn hảo, nhưng mà làm gì có chuyện đó, bởi vì chẳng ai là hoàn toàn tốt đẹp cả. Đã có rất nhiều mối quan hệ ra đi vì những lý do hết sức vô lý nhỏ nhặt, chỉ vì không thể bỏ qua cái tôi của mình để nói với đối phương một lời xin lỗi chân thành, mà lại đi buông bỏ một cuộc tình suốt rất nhiều năm. Bạn trồng một chậu hoa, khi lá bắt đầu héo úa thì bạn buộc phải tỉa nó, nhưng mà thứ mà bạn cần tỉa là những chiếc lá úa đó thôi, chứ không phải là nhổ tận gốc cây. Và khi một mối quan hệ đi vào bế tắc, thứ bạn cần là bạn phải nhẫn nhịn cùng nhau tìm ra vấn đề, chứ không phải là một người nói kết thúc và người kia thì gật đầu và bỏ đi. Trí tuệ của con người sinh ra không phải để đôi co, mà là để bao dung cho người khác. Thay vì chúng ta tranh cãi thì chúng ta phải chọn cách hòa giải trước. Đôi khi không phải vì chúng ta sai, mà bởi vì chúng ta còn yêu.